Vì mà mời em chia sẻ cái lúc mà mới thấy em nói cái lúc mà lấy thầy lấy bùa ra đó. Để cho em anh nói ha. Cách đây cũng được 2 tháng rồi, 2 tháng 3 tháng rồi. Thì ngồi may thì cái chân của em nó đau lưng từ cái đốt sống thứ ba cái đốt sống cuối xuống hai cái chân là coi như là em tê liệt luôn. Xong rồi em đau lắm, lúc nào cũng đau. Đau mà khóc, ngồi trên công ty đang may là ngồi kiểu dạng như là liệt 5 phút á, cứ ngồi đơ, cái chân cố gắng gồng lên đứng cũng không được mà đạp máy cũng không được. Xong rồi cái nói với mẹ thì mẹ nói là chắc là sau sanh, cái đó là cái triệu chứng sau sanh, nhưng mà càng ngày nó càng nặng. Thì đến cái lúc mà hồi nãy đi lên trên đó thầy bắt trúng đầu nè, thầy bắt ấn ở đầu, ở vai, ở lưng, ở bụng là đúng những cái điểm em đau luôn. Xong rồi là cái bụng á, là lúc mà đi lên gần tới đỉnh rồi, cái bụng là y như là cái đinh mà nó chọt qua chọt lại, chọt qua chọt lại vậy đó. Đau dạ, đau lắm, đau từ hồi tối hôm qua rồi, đau từ hồi khuya. Xong rồi người thì nó cứ khó chịu bần thần sao á. Khi mà được thầy làm xong rồi thì bây giờ nó khỏe lắm, nó y như là nhẹ hẳn người luôn, nó không phải như lúc trước nữa. Cái cảm giác nãy em lúc mà vô trong đó, em thấy em nhìn chăn chăn vô cái chỗ mẹ nữ hoa đó, thì lúc đó em có cảm giác gì lần gì không? Em không biết gì đâu. Lúc đó hết biết hả? Em không biết gì nữa. Tức là hồi nãy là mình không biết sao? Dạ. Sao em thấy anh thấy mà em nhìn cũng bình thường mà, tức là em không biết gì tới đó là em hết biết hả? Em chỉ biết là người ta đang làm cái gì đập vô người em bột bột ở khu vực tay chân lưng mắt mũi rồi vậy thôi, chứ ngoài ra nói hay là gì là em em chỉ biết là người ta đập vô người em thôi, chứ em ngoài ra em không biết gì nữa hết. Em nhìn hay em có nói gì em cũng không biết đâu. Bữa nãy là nghe em nói lúc mà thầy để cái tay cái đốt sống em là nó có cái cảm giác như thế nào? Là lúc mà thầy để tay ấn ngay cổ lưng á, bẻ cái ấn gì ngay lưng á là nóng, rất nóng luôn, nóng như lắm lửa. Dạ nóng lắm, nóng như lửa đốt, là cảm nhận là nóng như lửa đốt. Xong rồi cái tay để xuống hai ba cái đốt sống lưng á là bắt đầu nó tê y như là điện chích vô vậy đó, bắt đầu nó chạy thẳng xuống hai cái chân, tê liệt hai cái chân luôn. Là lúc đó là em cố gắng em nhấc cái chân lên em đứng, em tính bỏ chạy đó, đau quá rồi em tính bỏ chạy đó, nhưng mà không biết sao mà điên được, cái chân liệt luôn tại chỗ đó. Xong là cái cô kia là của là cổ bấu chân em, cổ bấu của con cáo bấu kéo, là bắt đầu là cái chân em cảm thấy là cái chân bên này nó nhẹ hẳn rồi, cái chân bên này nó nặng chịch luôn, luôn đã đang ra ngoài. Vậy là cái lúc mà cái nó ra rồi, cái cảm giác của mình là nó nhẹ cái người. Dạ, lại lắm ha. Nhẹ lắm, khỏe lắm. Là lúc đó mình tỉnh chưa em? Dạ tỉnh. Bây giờ là hồi nãy là cái đầu á, con mắt là nó cứ vậy nè, nó buồn ngủ, nó cứ muốn nhắm lại vậy nè. Đi lên trên đó là chỉ muốn ngủ thôi. Đơ đầu nha. Nó cứ đơ y như con khùng vậy đó. Xong rồi cái là bây giờ là tỉnh táo hoàn toàn. Dạ em cảm nhận là cái thầy đó giúp em hết rồi. Dạ thầy rất là giỏi luôn. Dạ. Cái đó là cũng kết hợp lại đó. Dạ. Cái gì lớn nữa. Tại vì cái triệu chứng này thì nó lúc đầu thì nó cũng, lúc đầu thì nó cứ mệt. Mấy tháng đầu thì nó mệt lắm. Cạo gió rồi uống thuốc gọi là ăn cơm bữa đó. Cứ nay 200 mai 200, tiền thuốc không. Làm bao nhiêu là đổ cho thuốc hết, xong rồi là cái thời gian sau này bắt đầu tự nhiên càng lâu thấy nó càng thấm, mà mỗi ngày nó thấm càng mạnh hơn. Yeah. Có cái đợt Tết là em nằm em coi giật ở giường á, em biết em coi giật luôn, nhưng mà ớn lạnh khắp người, rồi em không biết gì nữa, là nè em nằm bất tỉnh luôn. Anh có nghe mẹ em kể đó, là khi mà em bị cái triệu chứng nào đó là mẹ em á là phải thắp hương thắp nhang đó, là để trình đến nhà là mình có thờ mẫu đó ha. Yeah.
Là lúc đó là cơ thể mình khỏe lại hay sao? Dạ, là đâu cũng khoảng thời gian lâu quá, em nằm đó thì em đỡ đỡ mùa đỡ xong cái bắt đầu mẹ mới nói là kiểu này không ổn rồi, đi coi thầy. Thì ở dưới đó cũng có đi coi thầy. Thầy bị tiếp, ví dụ như là y như bên kia họ biết mình đỡ xong